Bộ sưu tập vòi chậu Lavabo Vigracera với chậu V29 kết hợp vòi VG142. Chậu Lavabo Vigracera V29 đặt bàn. Mã sản phẩm V29. Loại sản phẩm: chậu rửa lavabo đặt trên bàn đá. Màu sắc là màu trắng. Kích thước 520x385mm, chiều dài và rộng. Công nghệ Italia. Nơi sản xuất: Việt Nam. Tính năng chậu rửa mặt V29 Vigracera: có thiết kế đơn giản sang trọng, lòng chậu sâu, rộng, giúp thoải mái khi sử dụng. Thiết kế với lỗ thoát tràn, men nanonung diệt khuẩn, chống bám dính. Vòi chậu rửa mặt Vigracera VG142 nóng lạnh, có mã sản phẩm là VG142. Vật liệu đồng mạ Nikken Chrome. Hãng sản xuất Vigracera, sản xuất tại Việt Nam. Áp lực nước 0,05mA cho đến 0,75mA. Tính năng của vòi lavabo VG142 Vigracera: bộ chuyên nước được nhập khẩu từ châu Âu với mặt trượt bằng gốm ceramic, được đúc từ đồng nhập khẩu có độ nguyên chất cao, an toàn cho sức khỏe của người sử dụng. Được mạ bởi hai lớp Nikken, một lớp Chrome, giúp bề mặt sen vòi luôn sáng bóng và bền bỉ với thời gian. Các chi tiết gioăng cao su có tính đàn hồi tốt, chịu mài mòn, chịu được nhiệt độ lên đến 90 độ C. Đến với công ty Bùi Minh, chúng tôi cam kết sản phẩm chính hãng, bảo hành chính hãng, hoàn tiền 500% khi phát hiện hàng giả, hàng nhái, giao hàng toàn quốc, cam kết giá luôn luôn tốt nhất trên thị trường, dịch vụ trước và sau bán hàng chuyên nghiệp, chu đáo, nhiệt tình. Sản phẩm được giao hàng miễn phí đến chân công trình tại Hà Nội. Luôn có chế độ hậu mãi, khuyến mãi cho mọi đối tượng khách hàng. Liên hệ ngay hotline 0968 458 885 để nhận được báo giá tốt nhất.